Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Xin chào các anh em đã đến với KD Channel review cầu thủ FIFA Online 4. Và trong video ngày hôm nay sẽ là trung vệ Victor Lindelof mùa giải UP. Điểm nổi bật đầu tiên là di chuyển kèm người của Lindelof khá hay. Với những bước di chuyển khôn ngoan của mình, Lindelof dễ dàng bẻ gãy những đợt lên bóng của đối thủ, cũng như giữ vai trò bọc lót cho các đồng đội ở phía sau khi cần thiết. Chỉ số về tốc độ của Lindelof là không ấn tượng, cụ thể là chỉ số tốc độ 93 và tăng tốc 90. Nhưng nhờ có sải chân dài nên in game anh không quá chậm. Bên cạnh đó, với việc có thể hình nhỏ nên Lindelof xoay sở cũng khá nhanh. Nhìn một cách tổng thể thì tốc độ của Lindelof ở mức ổn. Lindelof thò chân tắt bóng cũng khá ngọt, với sải chân dài, vì thế mà phạm vi tắt bóng của anh cũng khá xa. Kết hợp với khả năng xoay sở nhanh nhẹn của mình, Lindelof chỉ cần chờ cho đối thủ xử lý không gọn hoặc hơi lưỡng lự là anh nạp vào khá nhanh để giành lại quyền kiểm soát bóng. Những pha tắt bóng của Lindelof có độ chính xác khá cao và bóng thường không bị văng ra quá xa. Vóc dáng của Lindelof trong game khá mỏng cơm, nhưng không vì lẽ đó mà anh tỏ ra yếu thế trong các pha tranh chấp. Trên sân, Lindelof luôn rất tích cực tranh chấp và không ngần ngại so vai với đối thủ. Nhìn chung, mình đánh giá Lindelof tranh chấp ở mức khá. Với chiều cao 1m87 cùng khả năng bật nhảy tốt của mình, bên cạnh là chỉ số đánh đầu 105, thế nên Lindelof cũng có thể xem là một chuyên gia phòng ngự trong các tình huống không chiến. Tổng kết lại, Lindelof mùa giải UP có tốc độ ở mức ổn, khả năng xoay sở nhanh nhẹn, tắt bóng khá ngọt, tranh chấp ở mức khá, khả năng di chuyển chọn vị trí tốt và khả năng không chiến khá hay. Và trên đây là toàn bộ những cảm nhận của mình về Victor Lindelof mùa giải UP. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau.